vào việc luôn á, là đại loại là mình đã bị kích ứng với những cái sản phẩm bill do mình lạm dụng quá mức, mình xài quá nhiều và tần suất quá cao, mỗi lần mình bôi quá dày đặc. Thứ nhất rất là lành tính, thứ hai là mang lại cái hiệu quả rất là rõ rệt trên làn da của mình. Alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Tự nhiên cuối năm phát hiện một cái serum hơi bị ngon ngon, nên là phải lên recommend và review cho các bạn ngay và luôn. Không thôi mắt cong bước qua năm mới nó nguội hết. Ok, thì câu chuyện là được rồi, có vợt được mấy cái bill hơi bị đỉnh đỉnh và tự bill tại nhà luôn. Chắc chắn là thời gian sắp tới sẽ ra những cái video clip liên quan về cái việc bill tại nhà cho mọi người xem. Và cái tật của mình là gì mọi người biết không? Khi mà mình xài cái gì mà mình bị mê á mọi người, thì mình hay có thiên hướng là bị lạm dụng, mình xài nhiều, kiểu như là mình xài bất chấp luôn á. Mà những cái sản phẩm bill đó lại ở trên dung môi mình còn khô nữa, nên là tuổi gì mà không kích ứng. Vào việc luôn á, là đại loại là mình đã bị kích ứng với những cái sản phẩm bill do mình lạm dụng quá mức, mình xài quá nhiều và tần suất quá cao, mỗi lần mình bôi quá dày đặc, da mình lúc đó lại một lần nữa đỏ rưng, đỏ bừng lên như con tôm luộc, mà nóng rát, kích ứng kinh khủng dữ dội luôn á mọi người. Ok, thì lúc đó là những cái dịp để mình có thể test những cái sản phẩm mới và release ra những cái video clip để có thể share cho mọi người về những cái sản phẩm mà mình đã từng trải nghiệm. Đây thôi vào luôn. Mắc công nói lòng vòng các bạn là nói dài dòng. Serum của hãng POM thì mình thường đọc tắt cho nhanh gọn là serum balm. Thật ra thì về cái hãng balm này á, thì mình đã có full nguyên một bộ luôn, từ tẩy trang nè, sữa rửa mặt nè, serum nè, kem dưỡng nè. Nhưng cái sản phẩm tiên quyết để phục hồi da của mình khi mà mình bị kích ứng do lạm dụng mỹ phẩm, lạm dụng billing quá, cái sản phẩm mình đánh giá cao trong bộ POM, bộ Palm lần này, đó là cái em AT Sicamin này. Về cái hãng POM, hãng Palm này là một cái brand còn khá là mới trên thị trường skincare Việt Nam hiện nay, đúng không? Cho các bạn nào chưa biết thì POM được viết tắt của cái cụm từ là Beauty of Majesty, một brand thiên về skincare và makeup của Hàn Quốc. Và trong cái em serum này có những cái đặc điểm gì mà khiến Vi thích và khiến Vi phải lên recommend review cho các bạn riêng trong một video clip này. Thứ nhất là nó rất là lành tính, không chứa những cái thành phần gây kích ứng cho da như là cồn hương liệu paraben, màu nhân tạo các thứ. Đó thì rất là phù hợp cho những cái làn da mà đang gặp cái tình trạng kích ứng luôn. Thứ hai là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này, mọi người thấy là mình dùng là gần muốn hết nửa chai luôn rồi, thì mình cảm nhận được là kem serum này mang lại cái hiệu quả rất là rõ rệt trên làn da của mình. Về cái sự phục hồi thì hãng có claim ở trên cái chai của em POM này về cái độ pH rất là rõ rệt, đó là 5.5. Và nếu mà như các bạn có để ý thì như cái tên là AT Sicamin Serum á, thì cái điều đặc trưng lớn nhất trong cái em serum này đó là AT Extract, có nghĩa là 8 thành phần chiết xuất từ trà, bao gồm 8 loại trà khác nhau: trà xanh Nam Mỹ, hồng trà Nam Phi, trà hoa cúc, tràm trà, ý dĩ, trà phổ nhĩ, cây hoa trà và lục trà. Nghe như lục trà sữa trân châu nha. Đó thì 8 loại chiết xuất từ lá trà này sẽ đánh vào cái vấn đề là kháng viêm, chống oxy hóa. Và 8 loại trà này thì còn sẽ giúp cho da của mọi người kiểu cảm giác được thanh lọc. Tại vì thường á, mọi người uống trà thì cảm giác là cái cơ thể mình rất là fresh, đúng không? Đó thì 8 loại trà này khi mà sử dụng trên da giống như là một cái dạng detox, một cái dạng là diet skincare, detox da gì đó. Và có thể nói là 8 loại trà này là cái nét đặc trưng lớn nhất trong cái sản phẩm serum POM này luôn. Cũng share thiệt với mọi người là trước giờ Vi sử dụng á, Vi chưa bao giờ gặp những cái sản phẩm nào mà có chiết xuất từ 8 loại trà như vậy. Đây là lần đầu tiên mà Vi sử dụng cái loại serum mà có chứa 8 loại trà khác nhau luôn. Tiếp theo là về hai cái thành phần giảm đỏ, làm dịu, phục hồi da và làm lành nhanh những cái vết thương, những cái tổn thương, những cái sự bừng trên da của mọi người lúc mọi người bị kích ứng, giúp cho da của mọi người bình thường hóa trở lại. Đó chính là pantenol, vitamin B5 và chiết xuất từ rau má với nồng độ cao, bao gồm là 900.1 ppm Madescasosis, 35 ppm Centella Asiatica Leaf Extract và 20 ppm Centella Asiatica Extract. Đó thì những cái thành phần này thì đều là chiết xuất từ rau má hết, sẽ đánh mạnh vào cái vấn đề là
kháng viêm, giảm khuẩn và tất nhiên là sẽ cấp cứu lại những cái hiện tượng mà đang kích ứng trên da của mọi người, làm giảm, làm dịu lại ngay luôn mọi người. Và bên cạnh đó thì trong bảng thành phần của em này là một loạt những cái thành phần cấp ẩm chuyên sâu, chẳng hạn như là glycerin, sodium hyaluronate, butylenicol, rồi hyaluronic acid. Bên cạnh đó thì trong em này còn chứa cái thành phần ceramide, một thành phần chắc chắn là Vi nghĩ là không còn quá xa lạ gì đối với cái việc là bảo vệ cái hàng rào trên da của mọi người, giúp cho cái skin barrier, hàng rào bảo vệ da của mọi người sẽ trở nên săn chắc hơn, tăng cường hệ miễn dịch trong da, đồng thời sẽ giúp bổ sung và kích thích sản sinh ra ceramide tự nhiên, hỗ trợ ngăn cản lại cái gốc tự do sản sinh trên da của mọi người. Đó thì cái gốc tự do là một trong những cái cụm từ mà nghe nó rất là trừu tượng, nhưng mà mọi người phải thật sự là thật sự cẩn thận với nó. Một khi nó đã hình thành thì nó sẽ từng ngày phá hủy da của mọi người, làm da của mọi người sẽ trở nên lão hóa và xuất hiện những cái nếp nhăn nhiều hơn, da của mọi người sẽ chảy xệ hơn, nói chung là rất là tệ một khi mà gốc tự do đã hình thành rồi ha. Vì cái kết cấu của em này khi mà mọi người apply vào da thì nó sẽ tan ra như nước luôn. Rồi khi mọi người vỗ táp vào da thì nó sẽ từ từ, nó sẽ thấm dần và sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm nhẹ nhàng, chứ không phải gọi là thấm liền, thoa đâu thấm đó. Nếu mà em này thuộc dạng thoa đâu thấm đó thì Vi sẽ cho em này một điểm trừ liền luôn. Bởi vì trên bao bì của em này thì hãng có claim á là serum sẽ cải thiện trong cái vấn đề là làm mượt da, làm mềm da, là soothing and moisturizing for all skin. Chính vì nên là để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm đi cho người tiêu dùng, để cho khi mà người tiêu dùng sử dụng á thì họ sẽ cảm thấy là ồ, da của mình kiểu như là có một cái lớp dưỡng ẩm trên da, cảm thấy là an tâm hơn và da của mình đủ đô. Tại vì đôi khi có một số sản phẩm mà thấm hết vào da á, trời ơi, thì kiểu như là khi mà rờ vào á là mình cái độ cấp ẩm trên da của mình cảm nhận được rất là yếu ớt, và lúc đó mình không biết là da của mình nó đã đủ nước, nó đã đủ đô để giữ cái lớp màng dưỡng ẩm đó lại hay chưa luôn ý. Chính vì vậy, về cái kết cấu ẩm mượt và để lại một cái lớp màng nhẹ trên da như vậy á thì làm cho Vi cảm thấy an tâm hơn là cái kết cấu mà thoa đâu thấm đó, rất là dễ làm cho mình bị cái cảm giác là vô thưởng vô phạt ấy mọi người. Thật ra Vi đã sử dụng em serum này trước khi bụng dịch 4-5 tháng rồi. Ban đầu á thì Vi chỉ biết cúp duy nhất một cái em serum này thôi, Vi không biết cúp full một bộ. Rồi sau đó khi mà Vi sử dụng gần nửa chai thì Vi nói trời ơi, sao cái này dùng ngon quá vậy, dùng thích quá vậy. Từ cái kết cấu đến cái thành phần và cái kết quả về cái sự phục hồi và kích ứng rất là thấy rõ ràng luôn. Nên là sau đó mới cúp hết nguyên bộ của hãng BOM, bao gồm tẩy trang, sản phẩm mặt, kem dưỡng và thêm một cái em serum này luôn. Đấy, chưa unbox luôn nè mọi người. Hả? Dù vậy nhưng mà cá nhân công tâm Vi thấy là Vi vẫn chưa có hài lòng, Vi vẫn chưa thích về cái độ mix màu, cái sự mix màu cho em này. Vi thấy là nó không quá đặc sắc, ngoài cái việc là ok, một cái chai serum với một cái ống bơm như thế này đó thì cầm nó cũng khá là chắc tay và nó khá là dễ sử dụng thôi. Được cái là rất là ngộ về dung tích mọi người. Thường á thì mọi người sẽ thấy những cái dạng, những cái em serum, những cái sản phẩm serum á, một là 50ml, hai là thấp hơn xíu 30ml, nhưng mà về cái sản phẩm này nó bị lưng lửng là 38ml á mọi người. Vì không hiểu sao nó lại kiểu nó lại lẻ lẻ như vậy nữa. Và về cái dung tích 38ml như thế này và giá dưới 500.000 thì Vi thấy là nó cũng khá là phù hợp túi tiền, cũng khá là bình dân. Về cái em POM AT Sycamine Serum này thì Vi thấy là hầu như là phù hợp cho tất cả mọi loại da, chỉ trừ khi da của các bạn trước đó đã bị kích ứng với cái thành phần B5 hoặc là bị kích ứng với cái thành phần rau má thôi, chứ nó cũng không có lý do gì để làm cho da của bạn bị kích ứng hết. Trời, nếu mà bạn nào bị kích ứng với rau má B5 á thì kiểu nhỏ lắm luôn á. Tại vì hai cái đó là Vi thấy cái tỷ lệ bị kích ứng nó rất là thấp luôn mọi người. Hầu như là ví dụ 100% thì chắc chỉ có một vài phần trăm, hoặc là cao lắm là 10 hoặc là 20% các bạn bị kích ứng thôi. Chứ hai cái thành phần này là thành phần phục hồi mà, tại sao lại bị kích ứng nha. Bản thân Vi thì Vi cũng mong là em này sẽ được marketing, được PR rầm rộ, cũng như là được nhiều người biết hơn trong thời gian sắp tới. Về đánh giá cái em serum AT Sycamine này của nhà POM á thì Vi sẽ xét thang điểm là 8/10. Một điểm trừ á là vì sản phẩm ok, Vi cảm thấy sản phẩm này ổn mà, nhưng lại làm marketing quá yếu. Cái điểm trừ tiếp theo là như ban nãy Vi nói, Vi share mọi người á là về cái sự mix màu, cái thiết kế bên ngoài của em này không có gì gọi là đặc sắc hết. Còn lại thì Vi thấy là em serum này vẫn khá là xứng đáng để đầu tư. Ok, thì đó, nếu mà các bạn nào đang muốn tìm một cái loại serum lành tính, chuyên về phục hồi nhanh, chuyên về cấp cứu cho da liền, và thậm chí là một cái sản phẩm thành phần của nó tất
cả thiên về chiết xuất từ thiên nhiên, thì mọi người có thể thử MPOM AT Extract này. Vi sẽ để tất cả thông tin cũng như là link backup sản phẩm uy tín của cái sản phẩm POM này bên dưới phần description box, cũng như là pin lên bên dưới phần comment. Mọi người có thể tham khảo bên dưới phần mô tả cũng như là phần comment ha. Ok, thì nói chung là nếu mà nói Vi có gắn bó với em này trong năm 2022 tiếp theo hay không thì chắc chắn là Vi sẽ gắn bó với em này á. Tủ skincare của Vi sắp tới là sẽ có em này. Em này sẽ được list vào một trong những cái sản phẩm mà cấp cứu da khi mà Vi sử dụng những cái sản phẩm treatment. Ok Tam, nếu bạn thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like. Còn không thích thì hãy cứ dislike, nhưng mà đừng quên là để lại một cái subscribe, đăng ký, bấm vào cái nút đỏ đỏ bên dưới của Vi để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra các video clip tiếp theo cho mọi người xem nha. Còn tháng mấy cuối cùng nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới rồi. Từ đây cho đến cuối năm 2021 thì mỗi video clip thì Vi cũng sẽ đều dành những cái lời chúc để mình lấy đà, mình sẵn sàng chuyển qua năm 2022 thiệt là hoành tráng, thiệt là tưng bừng và on fire mọi người ha. Rất là mong là năm mới thì mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ channel của Vi nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Happy Sắc New Year. Ok, bye bye, see you next video.